Một vụ nổ xảy ra, thông thường thì các yếu tố gây nguy hại đến con người chính là sóng xung kích và mảnh văng. Các vật nổ nguy hiểm luôn tiềm ẩn các yếu tố này. Việc xử lý chúng không phải bằng cách tiếp cận gần sẽ nâng cao được hệ số an toàn, tăng khả năng sống cho người chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Tay gắp vật nổ là thiết bị rất quan trọng và không thể thiếu được đối với người chiến sĩ trong việc xử lý, thu gom vật nổ nguy hiểm trong nhiều tình huống. Hiện nay, nhiệm vụ rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh sẽ còn mất rất nhiều thời gian, công sức và vật chất để khắc phục do nước ta còn ảnh hưởng rất nặng nề từ các cuộc chiến tranh. Do vậy, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh nhằm nâng cao hiệu quả rà phá, giảm thiểu thương vong cho người chiến sĩ đang được quân đội ta đầu tư nghiên cứu. Bên cạnh đó, khủng bố đang là vấn đề lớn được nhiều nước coi là nguy cơ đe dọa đối với an ninh, kinh tế, chính trị, xã hội. Đây là một dạng nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống nên được rất nhiều nước quan tâm phát triển trang thiết bị phục vụ công tác chống khủng bố. Các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc tháo gỡ, khắc phục bom khủng bố như các thiết bị nghe dò loại ngòi bom, thiết bị chụp X-quang, thiết bị tay gắp hoặc robot, thiết bị phá hủy ngòi nổ, thiết bị thùng chứa bom khủng bố. Trong đó, thiết bị tay gắp vật nổ bắt buộc phải có cho dù tay gắp được con người sử dụng hay được lắp trên robot. Trong những năm gần đây, nhiều nước có nền khoa học công nghệ quốc phòng phát triển đã tích cực nghiên cứu robot ứng dụng trong lĩnh vực quân sự trên đất liền. Trong đó, xu hướng phát triển các loại robot chiến thuật và mô đun hóa được trang bị các gói nhiệm vụ đa năng từ ISR chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và thông thường CBRNE tới rà phá bom mìn, phá hủy đạn dược EOD, dọn đường, vận tải, bảo vệ căn cứ và bảo vệ lực lượng đang rất được chú trọng. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, robot được điều khiển từ xa, di chuyển ở tầm thấp, rất khó phát hiện. Nó có thể hoạt động tại môi trường ô nhiễm, sử dụng vũ khí hóa học, sinh học, đồng thời truyền hình ảnh trung thực ở chiến trường tới trung tâm chỉ huy để xử lý thông tin. Các loại robot này được trang bị để tối ưu các gói nhiệm vụ khác nhau như rà phá các IED, EOD, trinh sát và phát hiện CBRNE, ISR và dọn dẹp vật liệu nguy hiểm. Các loại robot được trang bị cảm biến tiên tiến giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống và bảo vệ người lính trên chiến trường. Hiện nay, Lục quân Mỹ đang triển khai robot Packbot 510. Đây là loại robot trinh sát được sủng ái bởi tính linh hoạt cao. Nó được dùng để dò tìm các loại bom mìn và IDE. Với một cánh tay dài hơn 2 mét, Packbot có thể quan sát ở hầu hết mọi ngõ ngách. Thiết kế linh hoạt cho phép Packbot di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau, leo cầu thang, lăn trên địa hình lồi lõm, gồ ghề. Nhờ vào các chân trèo, Packbot có thể liên tục quay 360 độ, dễ dàng di chuyển ngang dọc trên đá sỏi, bùn tuyết và các địa hình phức tạp khác. Packbot được trang bị thiết bị dẫn đường bằng GPS, la bàn điện tử, camera nhiệt, thiết bị nhận biết tình huống, thiết bị phát hiện vật liệu nổ FIDO và HAZMAT, thiết bị dọn đường, cắt cáp cơ khí. Packbot được chỉ huy bởi khối điều khiển kích thước 38 cm. Các dữ liệu về hướng đi và vị trí của Packbot được hiển thị trên màn hình 3D. Packbot 510 cũng có thể được trang bị gói các thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến 4,9 GHz mesh kết nối trong địa hình hiểm trở như đường hầm, cống và các vị trí dưới lòng đất. Packbot chỉ mất 2 phút để triển khai, di chuyển hơn 13 km/h, chịu được va chạm khi rơi từ độ cao 1,8 m vào bê tông, hoạt động dưới nước có độ sâu khoảng 1 m. Be được chế tạo bởi công ty Vecna Robotics và thiết kế thành 3 bộ phận chính. Tay nâng thủy lực có khả năng mang một khối lượng lên tới 227 kg, hệ thống cân bằng động lực và bộ phận chuyển động bánh xích. Các bộ phận này được kết nối với nhau nhờ các con vít chuyên dụng để cho robot có thể dễ dàng hoạt động. Ngoài ra, gấu robot có chiều cao khi đứng 1,8 m nên dễ dàng quan sát hoặc nâng người bị nạn lên cao. Be được trang bị máy ảnh. Những bộ cảm biến có khả năng nhận và phản hồi thông tin tới máy bay và người lính thông qua một bộ điều khiển đặc biệt
được gắn vào loại súng trường M4 hoặc sử dụng chiếc găng tay Arthrotronics Eye Glove để điều khiển robot từ xa. Những thiết bị này có khả năng giúp một người lính điều khiển bè tới nơi đồng đội bị thương và đưa anh ta về hậu cứ một cách an toàn. Ngoài nhiệm vụ chính, bè còn có khả năng thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ khác như phá cửa xe ô tô, đập kính cứu người, vận chuyển vũ khí đạn dược, thuốc men. Hãng Vecna Robotics cho biết, trong tương lai, gấu robot sẽ được dùng trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, xử lý vật liệu nguy hiểm, trinh sát, giám sát, thanh tra mỏ, nâng bệnh nhân tới bệnh viện. Một robot khác là Acer. Robot này có kích thước của một xe ủi đất nhỏ. Acer có thể xử lý nhiều tác vụ nặng, chẳng hạn như giải quyết chất nổ với cánh tay cơ khí, vận chuyển hàng hóa, kéo các xe bị tổn hại, thiết kế với các vũ khí phụ trợ phục vụ cho tấn công. Robot này có thể đảm nhiệm việc quét dọn chiến trường hay che chắn khi xung phong. Acer có 3 cấu hình cơ bản, một trong số đó là nền tảng phục vụ cho chữa cháy khử nhiễm. Rõ ràng, Acer không phải là thiết bị có thể di chuyển cá nhân với trọng lượng trên 2 tấn. Tốc độ tối đa hiện nay của Acer là 10 km/h và sử dụng động cơ diesel với các thùng nhiên liệu chứa 19 gallon 72 lít. Còn với robot 710 Cobra, được coi là chiến binh hoàn hảo giả phá bom mìn. Đây là một loại robot đa chức năng được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn chế tạo robot iRobot Mỹ, tăng thêm an toàn và giúp lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Robot phù hợp với các nhiệm vụ như phát hiện, xử lý bom mìn vật liệu nổ. Nó cũng có thể phát hiện, xác minh vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vật liệu phóng xạ, hạt nhân và hazmat từ xa. Robot có thiết kế linh hoạt và mạnh mẽ, có thể hoạt động ở cả môi trường trong nhà, ngoài trời và những khu vực khó tiếp cận. Loại robot này có thể biến hình thành một chiếc xe bán tải với thời gian tự lắp ráp khoảng 60 giây. Với chiều dài 91,4 cm, cao 45,7 cm khi được xếp gọn, nặng 166,5 kg, nó có thể chở một vật nặng hơn 68 kg. 710 Cobra được lắp đặt bộ cấp điện 2 pha 500W và 3 pha 100W, được tích hợp với phần mềm robot thông minh Aware 2 để biến đổi cấu hình dễ dàng, phục vụ công tác huấn luyện an ninh và hỗ trợ cứu nạn. Robot được trang bị camera kỹ thuật số xoay 360 độ, cần cẩu nặng 60,3 kg, có thể mở rộng độ dài lên đến 190,5 cm, có thể nâng một vật có trọng lượng tối thiểu 35 kg và tối đa 150 kg. 710 Cobra được trang bị cảm biến 2 chiều, hệ thống giám sát nhiệt và đơn vị đo lường đặt bên trong khoang động cơ. Ngoài ra, còn có hệ thống vô tuyến điện kỹ thuật số 2,4 GHz hoặc 4,9 GHz, bánh xích, hệ thống liên lạc trong phạm vi 800 m. Loại robot đa chức năng này được điều khiển bằng hệ thống kiểm soát robot đa chức năng U-Point của iRobot dựa trên bộ điều khiển Android và mạng lưới vô tuyến điện. Nó được trang bị bộ pin 12BB2590U, có thể hoạt động từ 6 đến 10 giờ. Robot có hệ thống phanh cơ khí và vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ mở địa hình phức tạp nhờ vào hệ thống chân khớp 2 chiều. Robot có thể vươn lên độ cao 3,5 m và tốc độ tối đa đạt 12,9 km. Nó có thể vượt qua vật cản cao 0,81 m và lội qua khúc sông, suối, ao, hồ, đầm, kênh rạch sâu đến 45,7 m. Nó có thể lên xuống cầu thang dốc 45 đến 60 độ. Tại Iraq đã trang bị hơn 4.000 robot Talon. Đây là loại robot lớn, có tốc độ xử lý bom mìn nhanh và chính xác. Trong đó, Talon 4 là dòng robot lớn nhất với cân nặng 76,3 kg, dài 863 mm, rộng 571 mm và cao 279 mm. Talon 4 có hệ thống kiểm soát nặng 20 kg và có thể điều khiển được thông qua các điện tín hoặc sóng radio từ khoảng cách 1.000 m. Nó hoạt động bằng pin kéo dài đến 4,5 giờ và tốc độ di chuyển tối đa 8,3 km/h. Tốc độ hoạt động thực tương đương với 2,3 m/s. Đối với việc gỡ một quả bom lớn, những người điều khiển robot sẽ phải đứng cách xa khoảng 50 m hoặc xa hơn thế nhiều. Điều đó có nghĩa rằng chỉ mất khoảng 30 giây, Talon đã có thể gỡ được quả bom. Talon sẽ sử dụng máy ảnh và cánh tay mở rộng để rà soát đối tượng. Đặc biệt, nếu trường hợp cần thiết, nó sẽ kích nổ từ xa và cho phép quả bom tự nổ. Việc tăng cường robot gỡ bom Talon để đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của quân sự và an ninh nhằm khắc phục hạn chế của các robot gỡ bom hiện có của Iraq
chỉ mới tập trung vào việc gỡ bom ở bên đường. Đối với những cánh tay gấp hiện có trên thế giới như tay máy kiểu ống lồng TM600, đây là sản phẩm mới nhất về tay máy của nhà sản xuất chuyên về các thiết bị xử lý vật liệu nổ Med-Eng Canada. Tay máy kiểu ống lồng TM600 cho phép các kỹ thuật viên xử lý bom mìn có khả năng làm việc tốt hơn, tăng tối đa cự ly an toàn của mình khi làm việc trong khu vực cận kề với các kiện hàng có nghi ngờ hoặc cơ cấu gây nổ. Tay máy bao gồm cụm bánh xe có thể tháo rời để tạo cơ cấu đòn bẩy cơ học cho người sử dụng, sử dụng các vật liệu khỏe hơn, nhẹ hơn và cất giữ gọn hơn. Một tay máy kiểu ống lồng khác SDMS Powered, thiết bị giúp nâng các vật có khoảng cách đến 3 mét, tay gấp được điều khiển bằng điện, có thể mở ra đến 20 cm. Nguồn điện cung cấp cho động cơ của tay máy là nguồn một chiều 12V. Trong trường hợp có thêm bánh xe, khối lượng vật gấp được có thể lên tới 12 kg. Nếu không có bánh xe, khối lượng vật gấp được chỉ đến 5 kg với người sử dụng khỏe mạnh, có lực nâng của cánh tay lớn. Ngoài ra, trên sản phẩm loại này có thể lắp thêm camera ở đầu gấp, tiện cho việc quan sát và có thể lắp thêm tấm chắn mảnh văng của vật nổ. Ở nước ta hiện nay, các trang thiết bị phục vụ công tác rà phá bom mìn và phòng chống khủng bố vẫn còn hạn chế về số lượng, chủng loại và phải nhập khẩu từ nước ngoài về với giá thành rất đắt đỏ. Trong thực tế làm việc, một số tay gấp MBS 2.3 dù đã minh chứng hiệu quả với kết cấu mô đun, khả năng thao tác trong nhiều điều kiện phức tạp xử lý bom mìn vật liệu nổ. Tuy nhiên, thiết bị này vẫn tồn tại nhiều hạn chế của bộ phận tay kẹp dị vật không chặt, thiết bị giữ sử dụng động cơ điện hao pin nhanh và khá nặng nề, phù hợp hơn với thể trạng của người nước ngoài. Nên với thể trạng của người Việt Nam, việc sử dụng tay gấp gặp nhiều khó khăn cho chiến sĩ thực hiện thao tác gấp các vật nổ nguy hiểm như bom bi quả ổi, bom bi quả cam, bom bi quả dứa, mìn bộ binh các loại, các vật nổ có khối lượng lên tới 4 kg. Và ý tưởng dùng tay gấp TG01 là để khắc phục những tồn tại của các tay gấp nước ngoài sản xuất, cũng như nâng cao hiệu quả xử lý bom mìn vật nổ và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện thao tác kỹ thuật được ra đời. Đối với binh chủng công binh nói chung và trung tâm công nghệ xử lý bom mìn nói riêng, chúng tôi là cái đơn vị đặc thù thực hiện các cái nhiệm vụ về phòng chống khủng bố, xử lý bom mìn vật nổ sau chiến tranh và xử lý bom đạn cấp 5. Đối với những nhiệm vụ này thì việc người chiến sĩ tiếp xúc với các loại bom mìn vật nổ nguy hiểm như là bom bi, bom cam, bom dứa và các loại vật nổ khủng bố là tương đối nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh của người chiến sĩ. Thì đối với các cái vật nổ này khi nổ thì hai yếu tố gây đến tính mạng của người chiến sĩ đó là sóng xung kích và mảnh văng của vật nổ. Mà tiếp xúc gần thì ảnh hưởng đến tính mạng, do vậy thì để giảm thiểu được cái việc tiếp xúc gần mà di chuyển được vật nổ đến cái nơi an toàn thì chúng tôi trên cơ sở nghiên cứu các cái loại tay gấp của thế giới và từ đó thì chúng tôi nghiên cứu để tạo ra một cái sản phẩm phù hợp với vóc dáng của con người Việt Nam và làm sao giảm thiểu được cái sự tiếp xúc của người chiến sĩ. Tay gấp TG01 sử dụng động cơ điện để điều khiển ngàm kẹp dị vật. Nhờ thiết kế hoàn thiện hơn, những cải tiến về vật liệu chế tạo chịu lực nhẹ và bền hơn, cơ cấu cơ khí giúp tay gấp TG01 có thể hoạt động ở khoảng cách tối đa là 5 mét, dài hơn gần 2 mét so với nhiều loại khác, nhưng vẫn đảm bảo khả năng nâng được các vật nổ nặng lên tới 4 kg. Tổng khối lượng cả thiết bị ở chiều dài tối đa vẫn nhẹ hơn so với tay gấp MBS 2.3 có trong trang bị. Việc đầu tiên là lựa chọn các vật liệu chính để thiết kế, chế tạo tay gấp và sợi carbon được lựa chọn cho các thanh nối dài, hợp kim nhôm Dura cho các thanh nối ngắn. Do các thanh nối ngắn là nơi có các gen vít nên việc lựa chọn vật liệu carbon sẽ không phù hợp. Thì chúng tôi có sử dụng công nghệ mới và sử dụng một số cái cải tiến như là cái nguồn và cái khối lượng của tay gấp, và chúng tôi cũng có cải tiến để làm nghiên cứu cải tiến mới để làm sao là người chiến sĩ của chúng ta là khi sử dụng là sẽ đảm bảo được cái tính cơ động. Trước hết là cái vật liệu phải đảm bảo tính cơ học cao, độ bền, độ cứng. Chính vì thế là trong quá trình thiết kế chế tạo lựa chọn vật liệu thì nhóm đề tài cũng đã tìm hiểu trên cái thị trường ở trong nước và cái phần nguyên vật liệu ở trong nước. Thì đối với cái phần tay gấp của vật nổ
cái phần cụm cơ cấu gắp thì nhóm đề tài đã lựa chọn cái vật liệu bằng carbon được cứng hơn cả cái vật liệu đưa ra ở cái tay gắp sẵn có. Còn đối với cái phần ống nối, thanh nối dài của cụm cơ cấu tay gắp thì nó là phải đảm bảo, vừa đảm bảo tính nhẹ, tính đảm bảo được chiều dài của tay gắp. Do đó là nhóm đề tài đã lựa chọn cái ống vật liệu ống carbon có chiều dài, có độ bền, độ cứng, độ cơ học cao, chịu được cái độ bền uốn và chịu được cái tải trọng, cắt được cái vật nặng khoảng tối đa là khoảng được 4 cân. Tiếp theo là bài toán để thiết kế mạch điều khiển cho tay gắp. Để đảm bảo bộ điều khiển động cơ hoạt động và chịu được tải có công suất lớn, nhóm đã sử dụng phương pháp điều khiển động cơ một chiều dimmer. Qua đó có thể tạo ra điện áp thay đổi bằng cách bật và tắt nguồn điện đến thiết bị điện tử với tốc độ nhanh. Điện áp trung bình phụ thuộc vào chu kỳ làm việc của tín hiệu hoặc lượng thời gian tín hiệu bật so với lượng thời gian tín hiệu tắt trong một khoảng thời gian quy định. Để điều khiển động cơ có công suất lớn, trong mạch điều khiển sử dụng MOSFET chuyên dụng có thể chịu dòng lên đến 20 ampere. Hệ thống điện sử dụng trong cánh tay gắp vật nổ này thì chúng tôi nhóm là thiết kế theo các tiêu chí. Thứ nhất là đảm bảo công suất đủ lớn để mà gánh được, chịu được tải theo yêu cầu thiết kế là trên 4 kg. Cái thứ hai nữa là phải đảm bảo được là mạch nó phải thiết kế nhỏ gọn, là phù hợp với cánh tay gắp vật nổ, đồng thời là dễ tháo lắp và dễ sử dụng. Cái thứ ba nữa là phải đảm bảo an toàn. Thì các đồng chí biết là đối tượng của chúng ta là vật nổ là rất nguy hiểm và nó sẽ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng nếu mà chúng ta, nên là công tác an toàn là chúng tôi đảm bảo đầu tiên hàng đầu. Và nhóm cũng trong thời gian sắp tới thì cũng là có nhiều ý tưởng, là thứ nhất là chúng tôi sẽ cải tiến hơn nữa là cái tính năng an toàn, có nghĩa là bộ đội có thể là thao tác cho dù sai hoặc là chưa đúng, hoặc là có những cái sự cố mà nó gây ngoài ý muốn thì mạch điện cũng sẽ tự ngắt hoặc là có chế độ cảnh báo để cho bộ đội biết và dừng cái thao tác. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tiến đến cái tự động hóa cho cánh tay, có nghĩa là giảm bớt các thao tác của bộ đội. Bộ đội chỉ cần là khởi động máy và đưa cánh tay đến vị trí mà chúng ta cần gấp và hệ thống tự động sẽ là gấp chặt và báo cho bộ đội biết đã được, và khi đó bộ đội chỉ cần đưa cánh tay lên và đưa vật nổ về vị trí tập kết. Đối với cơ cấu kẹp cho thiết bị thu gom vật liệu nổ, chuyển các loại vật liệu nổ gồm 2 khâu để có thể kẹp được vật phẩm có trọng lượng nhỏ hơn 5 kg. Do cơ cấu kẹp cho các vật phẩm nổ nên quá trình kẹp phải quan sát được khoảng cách kẹp và ước lượng khả năng kẹp, nên nhóm dùng kết cấu sử dụng động cơ kết hợp với trục vít me. Trục động cơ quay được nối với trục vít me bằng khớp nối truyền chuyển động quay, đẩy trục vít me chuyển động tịnh tiến, đẩy khâu 1 truyền chuyển động đến khâu 2 và tới má kẹp. Để kẹp chi tiết dạng tấm phi kim loại có trọng lượng m nhỏ hơn 5 kg, nên má kẹp là 2 phiến tỳ có khiến nhám bằng cao su, đảm bảo độ bám chắc cao. Một bài toán quan trọng nữa là tính các chi tiết kích thước còn lại của các chi tiết theo điều kiện bền. Bởi trong quá trình kẹp thì xuất hiện các lực kéo tại các vị trí khác nhau, làm cho các thanh bị biến dạng đàn hồi hoặc biến dạng dẻo. Nếu các ứng suất biến dạng trong vùng đàn hồi thì các thanh chịu lực kéo đảm bảo bền. Vì vậy, các thanh gắp phải đảm bảo gắp được vật lớn và phải đảm bảo bền ngay cả khi động cơ kẹp không hoạt động. Đối với vật nặng mà khi chúng ta gắp thì rất cần cái quả đối trọng. Thì chúng ta sẽ thiết kế cái quả đối trọng để làm sao nó không quá lớn nhưng lại không quá nhỏ. Thì chúng ta sẽ thiết kế 2 quả ở mức 3 và 5 kg. Cái quả đối trọng này sẽ giúp cho cái người chiến sĩ là khi người ta nâng vật, người ta không được bị mỏi tay và không bị đau tay. Nên là với cái chiều dài của tay gắp mình tối đa là được 5 mét đấy. Trong trường hợp mà gắp được cái vật nổ mà nó bị nổ thì là đối với người mà mặc có áo giáp thì là mặc cái bộ áo giáp nặng trong đội của đội phòng chống khủng bố ấy, thì là sẽ đảm bảo an toàn cho chiến sĩ sử dụng tay gắp của mình được. Vậy là cái khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của người, tức là xác suất an toàn sẽ cao hơn. Vâng. Đến tới mà cái đấy mà mình phát triển có thể là cho nó dài thì tay gắp thêm một đoạn nữa thì cũng là một cái thành công lớn của đề tài. Đấy. Nó người ta làm giá đỡ giữa. Vâng. Cái đỡ di động. Cái trụ đỡ nó sẽ giống như đấy, nó vâng. chính sẽ cái là trụ đỡ. Cái điểm đòn bẩy. Ở trên. Giống như là một điểm đòn bẩy để cân bằng lực. Đối với việc mà áp dụng trong các cái ngoài cái lĩnh vực
ngoài quân sự thì chúng tôi có thể áp dụng được, như là tránh cái việc tiếp xúc gần, như chúng tôi có thể dùng cơ cấu tay gắp để gắp những cái vật mà nó có chứa những cái chất độc, chất hại mà người xử lý không cần phải đến gần, mà chỉ dùng khoảng cách đối dài của tay gắp để di chuyển những cái vật đó ở cái môi trường nước đông hoặc là ở những cái vật ở những cái khu vực mà nguy hiểm thì hoàn toàn là sử dụng tay gắp này để di chuyển đến nơi an toàn được. Và đây chính là sản phẩm hoàn chỉnh tay gắp TG01 với 4 bộ phận chính. Hộp điều khiển chứa bo mạch điều khiển cơ cấu ngoàm kẹp, ngã quy điện 12V. Các thanh nối tay gắp được làm bằng carbon và hợp kim nhôm cao cấp, có trọng lượng nhẹ, chắc khỏe. Các thanh nối được nối với nhau bằng các khớp nối và vặn chặt bằng ốc khóa. Phía trong từng thanh nối có đấu nối đường dây điện dẫn lên động cơ điều khiển ngoàm kẹp. Thanh nối trên cùng được gá lắp động cơ, thanh nối cuối lắp hộp điều khiển. Các quả đối trọng được làm bằng thép không gỉ để hỗ trợ cân bằng cho người sử dụng thao tác được dễ dàng. Ngoàm kẹp được làm bằng hợp kim nhôm chắc khỏe, đóng mở bằng động cơ có cơ chế tự khóa. Khi ngoàm kẹp không hoạt động, động cơ sẽ tự động tắt. Cách hoạt động: tay gắp vật nổ có tác dụng gắp và di rời các vật thể nguy hiểm, được điều khiển bằng điện. Tay gắp được thiết kế theo kiểu module nên kết nối dễ dàng, thích nghi với nhiều điều kiện và tình huống làm việc khác nhau. Cự ly làm việc từ 0,7 đến 5 mét. Ngoàm kẹp có thể gắp và di chuyển những vật thể với chiều rộng tới 280mm và trọng lượng nâng tối đa là 4kg một cách an toàn. Đây là bơm bi quả dứa. Đây là loại vật nổ nguy hiểm mà trong quá trình dò tìm bom mìn sau chiến tranh, khủng bố cũng có thể sử dụng cái loại vật nổ nguy hiểm này để thực hiện hành vi khủng bố. Đây là loại mà chúng tôi, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, sau quá trình dò tìm đã khắc phục và để làm mô hình học cụ cho giúp cho người chiến sĩ hiểu rõ được tính năng cấu tạo trong quá trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Sau đây chúng tôi sẽ tiến hành thực tế một số tình huống gắp vật nổ ở trong trên cạn, trong địa hình che khuất và dưới nước. Đồng chí Quang sẽ thực hiện một số. Sau khi là đề tài thành công thì binh chủng đã cấp trang bị cho ban cho Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn. Thì khi đưa vào sử dụng thì chúng tôi hiện nay đã trang bị cho đội chống khủng bố của trung tâm. Hiện nay là đội chống khủng bố của tôi thì thường xuyên sử dụng phục vụ cho nhiệm vụ rà phá bom mìn vật nổ, chống khủng bố và thực hiện nhiệm vụ xử lý bom đạn công năm. Qua sử dụng chúng tôi thấy là sản phẩm đây là một sản phẩm tốt, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ yêu cầu của đơn vị. Trong đó là cái nhiệm vụ mà xử lý các cái trường hợp mà bom đạn phải cần phải gắp, cần phải trang bị thì chúng tôi hiện nay là sử dụng trang bị này rất tốt, phục vụ tốt cho nhiệm vụ của đơn vị, phục vụ cho nhiệm vụ của trung tâm cũng như của binh chủng công binh. Tay gắp không chỉ được ứng dụng hiệu quả cho các lực lượng chuyên trách an ninh đặc biệt, mà đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh thì tay gắp vật nổ sẽ giúp cho việc di chuyển các loại bom chum, quả ổi, quả cam, quả dứa an toàn cho người chiến sĩ. Từ đó thấy được tính lưỡng dụng của thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ cả trong quốc phòng an ninh và cả kinh tế dân sinh. Trong cái phiên bản tiếp theo nghiên cứu cao hơn thì chúng tôi sẽ làm sao nghiên cứu để thiết bị nhỏ hơn, cơ cấu hoạt động kẹp chặt hơn và dài hơn. Và với cái ứng dụng như vậy thì chúng ta có thể nối dài được tay gắp
trong cái cụ thể trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta đang cả hệ thống chính trị của chúng ta đang nhảy vào cuộc để khắc phục cái dịch bệnh nCoV-19. Thì tôi nghĩ rằng là với cái thiết kế cơ cấu dài và gắp được những cái các cái sản phẩm, các cái vật phẩm sau khi các bác sĩ có thể cách ly thì chúng ta có thể là dùng cái tay gắp này và gắp các cái đồ bảo hộ, đồ khẩu trang y tế hoặc là các vật thải y tế để chúng ta di chuyển đến những nơi tiêu hủy, thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể áp dụng được trong cái trường hợp dân sinh, trong trường hợp như thế này. Đối với lại trang bị này thì khi được trang bị trung tâm ấy, chúng tôi cũng so sánh với một số sản phẩm nhập ngoại mà hiện nay trung tâm vẫn được trang bị, chúng tôi thấy là đề tài này, sản phẩm này đã đáp ứng rất tốt yêu cầu nhiệm vụ đơn vị. Trong đó chúng tôi thấy nó nổi lên một số cái đặc điểm chính. Thứ nhất là đây là một sản phẩm mà được chế tạo bằng vật liệu mới, chủ yếu là vật liệu bằng công nghệ carbon, bằng vật liệu carbon, do đó nó nhẹ hơn cái sản phẩm mà chúng tôi nhập ngoại. Cái thứ hai là chiều dài của tay gắp nó lớn hơn, do vậy nó thuận tiện trong việc xử lý các cái trường hợp khi chúng tôi phát hiện ra. Cái thứ ba nữa là sản phẩm này là khi thực hiện thì cái nguồn của nó có khả năng cung cấp trong thời gian dài hơn. Thứ tư là chúng tôi so sánh với lại giá thành khi nhập ngoại thì sản phẩm này là có giá thành thấp hơn. Do vậy là chúng tôi qua sử dụng tôi thấy là nó rất phù hợp với điều kiện của trung tâm, phù hợp với điều kiện về ngân sách bảo đảm trang bị cho trung tâm cũng như là của binh chủng công binh, và phù hợp với dáng vóc của người Việt Nam khi thao tác sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ. Thực tế so sánh sản phẩm của nước ngoài đã cho thấy công nghệ sản xuất sản phẩm tay gấp hoàn toàn tương đương với nước ngoài, vật liệu trong nước đáp ứng được. Ưu thế của sản phẩm là phù hợp với vóc dáng của người Việt Nam nhưng vẫn đạt độ vươn xa hơn của các sản phẩm ngoại nhập, quan trọng trong phòng nguy hiểm từ xa, đồng thời chống đỡ hiệu quả với các âm mưu khủng bố. Và thiết bị tay gấp vật nổ là một trong những thiết bị cần thiết nâng cao hệ số an toàn và hiệu quả cho người chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Tạp chí Khoa học Quân sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.